quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri ngành y tế, tham dự tại điểm cầu Văn phòng Chủ tịch nước có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia sẻ với đồng bào, nhân dân, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua những đau thương mất mát to lớn trong những ngày qua, bày tỏ cảm thông sâu sắc với những vất vả khó khăn của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ ngành y tế ngày đêm hỗ trợ chăm sóc người bệnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, buổi tiếp xúc được tổ chức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ thầy thuốc để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết những bất cập hiện nay của ngành y tế, đồng thời góp phần tìm ra giải pháp chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách lâu dài sau đại dịch. Chủ tịch nước nhấn mạnh, các cấp các ngành, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh cần có giải pháp đồng bộ, trước hết là những giải pháp cấp bách để đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở về trạng thái bình thường mới. Tham gia đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đại diện cho ngành y tế thành phố đã trình bày những thuận lợi, tồn tại hạn chế và đề xuất cơ chế chính sách để phát huy hiệu quả y tế cơ sở trong phòng chống dịch, chính sách thu hút y tế tư nhân tham gia phòng chống dịch, luật khám chữa bệnh và chế độ cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch, cơ chế tài chính cho cơ sở y tế công thực hiện tự chủ gặp khó khăn, xây dựng chính sách hỗ trợ đối với những người từng mắc COVID-19. Sở Y tế kiến nghị giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho trạm y tế theo quy mô dân số tại phường, xã, thị trấn và tính đặc thù của địa bàn, đảm bảo đủ nhân lực thực hiện chăm sóc khám chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe người dân và phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Có cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực, bao gồm nhân lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc vật tư tiêu hao khẩn cấp cho mô hình trạm y tế lưu động để ứng phó kịp thời khi dịch bệnh bùng phát hoặc khi thiên tai thảm họa. Cho y tế tư nhân được tham gia nhiều mô hình điều trị F0. Tất cả các bệnh viện đều đấu thầu hóa chất, trúng thầu hóa chất xét nghiệm theo đúng quy định. Thì khi nào hóa chất nào trúng thầu thì công ty đó sẽ đem máy vào để đặt trong bệnh viện để sử dụng cái hóa chất đó làm xét nghiệm cho người bệnh. Thì cái điều này là đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho bệnh viện và lợi ích vô cùng to lớn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, từ khi Nghị định 151 ngày 26 tháng 12 năm 2017 ra đời, thì quy định một số điều chi tiết về luật quản lý sử dụng tài sản công. Thì trong nghị định này chỉ có mua, thuê v.v. mà không có chữ là đặt máy. Do đó các bệnh viện là không được đặt máy trúng thầu hóa chất. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm đưa tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em vào chương trình tiêm chủng quốc gia. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của đại diện cử tri về tình hình và công tác phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố. Đồng chí đề nghị Chủ tịch nước tiếp tục chỉ đạo để các cơ quan trung ương thúc đẩy triển khai nhanh vấn đề thuộc thẩm quyền để giúp thành phố tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, trong khi chờ đợi các cơ chế chính sách chung từ trung ương cho phép thành phố thí điểm việc huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài ngân sách để giải quyết các vấn đề đang đặt ra đối với thành phố như nguồn nhân lực, đầu tư phát triển, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học. Thì trong cái kế hoạch phòng chống dịch, phục hồi kinh tế của thành phố sắp tới, thì chúng tôi đặt ngay ở cái trụ cột đầu tiên mà xác định là trụ cột chính quan trọng, đó là củng cố cái hệ thống y tế với ba trụ cột: y tế cộng đồng, y tế điều trị và y tế phục hồi sau điều trị, và phát huy cái hiệu quả của mô hình điều trị ba tầng. Trong đó thì chúng tôi rất quan tâm tới việc là củng cố cái y tế cơ sở. Có nhiều ý kiến là đề nghị quan tâm đầu tư phát triển các cái trung tâm điều trị bệnh nhiễm của thành phố cũng như là trung tâm cấp cứu để nó xứng tầm với một cái đô thị lớn đông dân. Thì phần này chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm với các cái mô hình hiện có của thành phố cũng như là những cái vấn đề đặt ra sau cái dịch vừa qua để có một cái hướng đi, có một sự đầu tư thích đáng để phát triển các trung tâm này.
Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cập việc thay đổi chiến lược trong phòng chống dịch từ theo đuổi mục tiêu Zero Covid-19 sang thích ứng an toàn với Covid-19, vừa kiểm soát dịch hiệu quả, vừa khôi phục phát triển kinh tế, cần kiểm soát dịch tốt hơn để thích ứng an toàn với Covid-19, đồng thời tiếp tục nâng độ phủ vaccine, nâng cao năng lực điều trị cho người dân, kiểm soát rủi ro ở một quy mô rộng hơn trong bối cảnh mở cửa trở lại. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước không chỉ quan tâm đến kinh tế thành phố Hồ Chí Minh mà còn quan tâm đến văn hóa, xã hội, đời sống của người dân thành phố, một trung tâm của cả vùng. Vì vậy, cần khắc phục nhanh những vấn đề của y tế cộng đồng về mọi mặt để chăm lo tốt hơn đời sống, sức khỏe người dân thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người nghèo nhân ngày thế giới chống đói nghèo 17 tháng 10 và thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hoạt động cao điểm vận động chăm lo người nghèo từ ngày 17 tháng 10 năm 2021 đến ngày 18 tháng 11 năm 2021. Dự lễ phát động có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng đại diện các cơ quan bộ ngành và nhân dân thành phố. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Riết là một trong năm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố đại diện nhận phương tiện sinh kế. Đối với ông, tới đây chiếc xe máy này sẽ thành cần câu cơm cho cả gia đình. Năm nhân khẩu, vợ mua dây chai. Cảm ơn cái ban tổ chức mà giúp đỡ cho mình kiếm sống hàng ngày của mình, xe để chạy xe ôm. Còn với bà Hoàng Thị Hoa, hoàn cảnh gia đình khó khăn phải nuôi 5 người cháu. Ngay sau khi làm xong thủ tục, bà Hoa hào hứng chia sẻ về những dự định sắp tới khi có chiếc xe này. Hàng ngày nhé, rồi cô vẫn đi may, rồi cô sẽ đi giao hàng. Rồi phần thứ hai là cô tham gia những hội họp ở phường. Có xe máy rồi thì cô rất mừng, nữa là phương tiện của cô. Thì cô chở được nhiều hàng hơn và cô làm được nhiều hơn. Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã khảo sát và thống nhất hỗ trợ đợt 1 là 30 phương tiện làm ăn, phương tiện sinh hoạt với tổng trị giá trên 515 triệu đồng, cùng với đó là hỗ trợ 11 căn nhà với số tiền 528 triệu đồng. Bằng tấm lòng sẻ chia của các cá nhân doanh nghiệp, đến nay thành phố có nguồn lực hỗ trợ đỡ đầu cho 183 trẻ mồ côi do Covid-19 với kinh phí hàng tháng từ 1 triệu đến 3 triệu đồng một em. Đại diện lãnh đạo thành phố đã trao thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ cho công tác chăm lo an sinh xã hội với tổng số tiền ủng hộ là trên 10 tỷ đồng. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm An sinh thành phố đã phát động, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tham gia chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khó khăn bị ảnh hưởng do dịch, ổn định cuộc sống trong điều kiện bình thường mới. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tôi kêu gọi những tấm lòng, sự chung tay giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo, trẻ mồ côi, người yếu thế, có điều kiện sớm ổn định, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trong gian khó, tình người càng tỏa sáng. Đây chính là lúc để phát huy cao độ, bước trưởng thành vững chắc của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, khơi dậy mạnh mẽ nghĩa đồng bào trong mỗi trái tim con người Việt Nam. Bởi chỉ có hành động thiết thực xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Thành phố nghĩa tình, kết nối yêu thương, triệu người có giúp nhiều người khó. Cũng trong dịp này, Trung tâm An sinh thành phố đã ra mắt chương trình Thành phố nghĩa tình, kết nối yêu thương với chủ đề Triệu người có giúp nhiều người khó trên ứng dụng An sinh của Trung tâm An sinh thành phố. Tại đây, nhà hảo tâm và người cần trợ giúp sẽ tương tác trực tiếp cho quá trình trao và nhận dưới sự giám sát và điều phối của Trung tâm An sinh. Người dân khó khăn cần hỗ trợ có thể truy cập ứng dụng và gửi yêu cầu cần hỗ trợ. Ngay khi Mạnh Thường Quân xác nhận sẽ tài trợ yêu cầu trên, hệ thống sẽ gửi thông báo cho Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đơn vị chịu trách nhiệm xác nhận trên hệ thống. Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cấp xã sẽ thông qua hệ thống chính trị là khu phố, tổ dân phố hoặc cảnh sát khu vực để xác minh. Toàn bộ quy trình đều có thông báo sao kê gửi đến Mạnh Thường Quân và người dân để theo dõi tiến độ trao tặng và nhận hỗ trợ được minh bạch.
Tại buổi lễ, Trung tâm An sinh thành phố tiếp nhận ủng hộ 15.000 túi an sinh với tổng trị giá 4,5 tỷ đồng. Từ đầu tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa, nới lỏng dần giãn cách xã hội, nhưng không ồ ạt mà phải từng bước áp dụng các biện pháp kiểm soát tương ứng với các cấp độ của dịch COVID-19 một cách phù hợp. Ghi nhận tại thành phố Thủ Đức, bên cạnh việc tiếp tục kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, các hoạt động khôi phục và phát triển kinh tế xã hội cũng được đẩy mạnh một cách an toàn, hiệu quả, quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội cho bền vững cho người dân thành phố. Thời gian qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức được biết đến là đơn vị cung cấp rau sạch an toàn, chất lượng, tạo nhiều việc làm cho người lao động và tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Hợp tác xã vẫn giúp đỡ cho chị em chúng tôi ở đây. Những người mà ở xa thì cũng được ở lại, nhưng mà cũng chúng tôi làm thì cũng giữ khoảng cách nhau. Còn về chính quyền địa phương thì cũng có giúp đỡ cho chúng tôi những gói an sinh. Hoạt động về sau dịch của hợp tác xã cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thì bị ảnh hưởng rất là nhiều về vấn đề là giao thương, giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên cũng nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về vận chuyển hàng hóa đến các siêu thị, các cửa hàng, tổ chức kênh phân phối cho đến tất cả các bếp ăn, nhà hàng cũng như là trong siêu thị. Hỗ trợ cho hợp tác xã để mà nhân viên cũng như là các xã viên được chích đầy đủ 2 mũi, đủ điều kiện để mà làm việc tại hợp tác xã. Có những cái hỗ trợ về cái nguồn vốn để giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Và đặc biệt là ở phường cũng sẽ luôn luôn là thường xuyên phối hợp để kiểm tra của tình hình phòng chống dịch trong thời gian mở cửa để đảm bảo làm sao sản xuất được an toàn và người đến làm việc cũng được an toàn. Hiện nay, với việc mở cửa trong trạng thái bình thường mới nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng dịch cũng đã tạo sự yên tâm cho người lao động tại nhiều doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày của người dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Chăm lo đời sống của anh em thì rất là chu đáo, toàn thể anh em tôi cũng rất là yên tâm để sản xuất. Nên trong thời gian qua thì công ty của chúng tôi không có một ca nhiễm bệnh nào hết. Chúng tôi bán thì khử khuẩn rất là an toàn và thực hiện nghiêm cái quy định của chính phủ là thực hiện 5K và test cho nhân viên lúc nào cũng phường Linh Trung với lại thành phố Thủ Đức lúc nào cũng sát sao kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Lúc mà thanh toán thì mình hạn chế đưa tiền mặt mà mình sẽ dùng thẻ, rồi cái khoảng cách giữa nhân viên tính tiền với lại cái người mua hàng nó cũng sẽ có một cái khoảng cách nhất định, có màn che chắn. Và để đảm bảo hơn là cái việc mà mọi người đứng tính tiền á, thì mình phải đứng giãn cách ra 2 mét nữa. Cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá bộ tiêu chí của các đơn vị để đảm bảo hoạt động đúng theo cái bộ tiêu chí đã được quy định để đảm bảo an toàn trong quá trình mở cửa theo phương châm của thành phố là an toàn đến đâu mới mở cửa đến đó. Sau gần 4 tháng tạm ngưng, những chuyến xe buýt đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại khi đảm bảo các tiêu chí về phòng chống dịch trong lĩnh vực vận tải. Tại huyện Cần Giờ, 4 tuyến xe buýt đã được phép hoạt động lại trong tuần này. Cũng như việc mở cửa lại chợ truyền thống, các tuyến xe buýt hoạt động lại được người dân hân hoan đón nhận. Đối với địa phương thì vẫn đảm bảo không chủ quan lơ là, tiếp tục nâng cao các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế xã hội. Qua nay anh em đoàn xe của hợp xã Cần Giờ là đã phục vụ tận tình, cũng giãn cách là xe là chở chỉ được 10 người thôi. Trước khi lên xe là tôi là tiếp viên, tôi vẫn là kêu lên là xịt khuẩn, rửa tay, kiểm tra khẩu trang, giờ hỏi có tiếp mình cho dám mới cho đi. Chở được người dân như vậy mình cũng phục vụ được góp phần để bà con cũng được đi lại nó dễ dàng hơn. Sau bao ngày nghỉ thì cũng nhớ nghề, bây giờ được chạy thì thấy rất là vui. Và phục vụ bà con trở lại là niềm vinh hạnh của tôi. Bảo là đi xe buýt nó tiện lợi hơn, nó đỡ cực hơn.
giá cả thì cũng rẻ hợp lý. Xe buýt chạy ngoài đường thì thấy vui hơn, phấn khởi hơn, các bạn trên thành phố có thể xuống tham quan và giúp Cần Giờ phát triển hơn sắp tới. Thưa quý vị, trước khi mỗi chuyến xe buýt xuất bến thì sẽ được đội ngũ anh em tài xế tiếp viên xịt khử khuẩn tất cả xe cũng như là đảm bảo các điều kiện an toàn trước dịch Covid-19, góp phần cùng với chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh cũng như là tạo sự an tâm cho hành khách khi di chuyển bằng xe buýt. Mỗi chuyến đi thì anh em là có bình xịt khuẩn để anh em xịt khuẩn, sát khuẩn trên xe để cho an toàn, để cho khách là bà con ta an tâm người ta đi xe buýt. Để được hoạt động trở lại, các tuyến xe buýt phải đáp ứng các tiêu chí về phòng chống dịch của ngành giao thông vận tải thành phố. Như người lái xe buýt, nhân viên đi cùng đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ 14 ngày, hoặc có xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 còn hiệu lực. Nhân đi lại từ 5 giờ tới 18 giờ chiều. Sau cái thời gian giãn cách thì được như vậy là nhân dân hưởng ứng đồng tình rất là cao. Và cũng là tạo cái điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại làm việc cũng như là quá trình tham gia sản xuất các công việc ở tại địa phương trong cái thời gian tới. Thì tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục qua quá trình đánh giá 15 ngày thì chúng tôi sẽ từng bước nới lỏng để làm sao thuận lợi nhất để cho nhân dân đi lại trong cái thời gian tới. Huyện Cần Giờ là một trong ba địa bàn đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh được công nhận kết quả kiểm soát tình hình dịch bệnh và được thí điểm tổ chức lại một số hoạt động kinh tế xã hội. Huyện đã nới lỏng dần nhiều hoạt động phục hồi kinh tế như cho phép các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ thủy hải sản, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Thị trường du lịch bắt đầu rục rịch bằng các kế hoạch nối lại dịch vụ tour tuyến của thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều địa phương. Trong lần hồi sinh này, du lịch khó có tăng trưởng bùng nổ như các đợt trước. Quy mô thị trường thì cũng nhỏ hơn và giá cả không còn là yếu tố để hấp dẫn người dân lên đường. An toàn mới là sự quan tâm hàng đầu. Một số công ty du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt đầu mở bán tour trở lại với hai tuyến về vùng xanh Cần Giờ và Củ Chi. Đây là những tour đi về trong ngày, khép kín, không quá bận rộn hay nhiều hoạt động mà được thiết kế với tinh thần giúp khách cảm thấy thảnh thơi, sảng khoái hơn sau những ngày bị bó chân ở nhà. Nhiều chuyên gia cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công những tour khép kín và những tuyến ngắn. Dù vậy, để hiệu quả hơn trong thời gian tới, cần kéo dài các chuyến đi như nối Củ Chi, Tây Ninh, Cần Giờ, Vũng Tàu, Sài Gòn, Phan Thiết. Đây là những điểm đến đã có sự chuẩn bị về dịch vụ và sẵn sàng đón khách. Để đảm bảo thông điệp 5K, các sản phẩm cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa điểm đến và đơn vị lữ hành các hãng hàng không để lên kế hoạch bay. Vì vậy, cần tận dụng các liên kết với những điểm đến an toàn để có thể nhận khách và đưa khách đi an toàn. Thưa quý vị, với những bệnh nhân mắc các bệnh về máu phải điều trị suốt đời, chi phí vô cùng tốn kém, tấm thẻ bảo hiểm y tế giống như chiếc phao cứu sinh để bệnh nhân được duy trì cuộc sống và sống khỏe mạnh. Nhờ đó, họ có thêm sức mạnh để chống chọi với nỗi đau bệnh tật, vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Không may mắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh hơn 30 năm nay, chị Dương Bích Ngọc phải điều trị thường xuyên hàng tháng từ 7 đến 10 ngày với chi phí tốn kém hàng chục triệu đồng. Nhưng nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, chi phí này đã giảm đáng kể, từ đó tiếp thêm niềm tin, động lực để chị tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Nhà tôi thì thuộc hộ nghèo và có hai người là bệnh nhân thường xuyên điều trị ở viện huyết học. Ngoài những chi phí điều trị thuốc men ra thì còn có các loại xét nghiệm mà nói chung là rất là tốn kém, mà nếu để khả năng chi trả thì gia đình không thể chi trả được. Còn đối với anh Nguyễn Trọng Thắng, phát hiện mắc bệnh máu khó đông từ khi 3 tuổi, gia đình anh phải tốn rất nhiều chi phí cho việc điều trị căn bệnh này. Hơn 27 năm qua, trung bình tháng nào anh cũng phải nhập viện điều trị. Bởi vậy, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, có lẽ anh sẽ không có điều kiện để tiếp tục chữa bệnh. Bảo hiểm y tế nó đã giúp cho những bệnh nhân hemophili như bọn tôi, nó giúp được chuyển những chế phẩm tốt hơn này. Nói chung là những cái chi phí điều trị nó sẽ thấp đi rất là nhiều và giúp bọn tôi có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống. Theo thống kê, tại Việt Nam, chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân mắc thalassemia, hemophilia, thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng. Mỗi năm cần có trên 2.000 tỷ đồng để cho tất cả bệnh nhân có thể được điều trị và cần có khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn. Đặc biệt, Việt Nam là một trong số ít quốc gia hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh đặc biệt nguy hiểm này điều trị trong thời gian kéo dài thông qua quỹ bảo hiểm y tế. Nếu mà bệnh nhân của chúng tôi mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì cái việc mà chúng tôi sử dụng các cái kỹ thuật cao, các cái kỹ thuật mà có hiệu quả rất lớn là rất là dè dặt và thậm chí có thể không sử dụng được.
Nhưng những cái người bệnh mà có thẻ bảo hiểm y tế thì họ được cái bảo hiểm y tế họ chi trả dù là 80% là cũng là một cái hỗ trợ rất lớn cho việc tiếp cận những cái phương pháp điều trị chất lượng và hiệu quả. Tính đến ngày 6 tháng 9 năm 2021, cả nước có hơn 85,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 87,33% dân số. Đây là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Nhờ có tấm thẻ này, nhiều người có cơ hội, điều kiện để tiếp tục chữa bệnh. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận 29.362 ca mắc mới và 968 trường hợp tử vong. Đây là mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Cho đến nay, Nga có tổng cộng hơn 7,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 215.400 người không qua khỏi. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, chính quyền Nga đang rất lo ngại trước tỷ lệ tử vong cao vì COVID-19 ở nước này, và nguyên nhân chính là do mức độ tiêm chủng chưa đủ. Ông Peskov cũng cho biết chính quyền đã tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiểu biết cho người dân về sự cần thiết của tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, một số quốc gia châu Á thời gian gần đây đã ghi nhận diễn biến dịch COVID-19 lắng dịu và đang hướng tới chung sống an toàn với dịch nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Campuchia ghi nhận 9 ngày liên tục đầu tháng 10 có số ca mắc COVID-19 ở mức thấp, chỉ quanh ngưỡng 200 ca mỗi ngày. Thủ tướng Hun Sen cho hay, trong vòng 10 tới 15 ngày tới, nếu Campuchia kiểm soát được số ca nhiễm mới và tử vong ở mức như hiện nay, đó là lúc mở cửa nền kinh tế và xã hội ở tất cả các lĩnh vực, mặc dù vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Trong khi đó, Singapore sẽ mở cửa đường biên giới và không yêu cầu cách ly với những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 từ 9 quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italia, Đan Mạch, Hà Lan và Tây Ban Nha từ ngày 19 tháng 10 tới. Singapore cũng sẽ giảm bớt các yêu cầu xét nghiệm RT-PCR đối với người nhập cảnh. Theo đó, những người nhập cảnh sẽ chỉ phải xét nghiệm RT-PCR 2 lần thay vì 4 lần như trước đây. Tại thời điểm hiện nay, Singapore đang cho phép nhập cảnh không cách ly với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine từ Trung Quốc đại lục và các vùng lãnh thổ Hồng Kông, Đài Loan, các nước Đức và Brunei. Còn tại Hàn Quốc, số người được tiêm chủng đầy đủ đã vượt mốc 30 triệu người, tức gần 60% dân số. Số người đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên lên tới gần 40 triệu người, chiếm hơn 75% tổng dân số. Hàn Quốc đang có kế hoạch hoàn thành việc tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối tháng này và dần triển khai chương trình sống chung với COVID-19 vào đầu tháng 11 tới. Từ cuối tháng 5 năm 2021, đường sắt thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Trong những ngày đầu tháng 10, hầu hết gian hàng tại đường sắt đã khẩn trương dọn dẹp, tu sửa, trang bị thêm cơ sở vật chất nhằm đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch, đồng thời mang lại một diện mạo tươi mới, khỏe khoắn hơn để mở cửa chính thức trong trạng thái bình thường mới, góp phần mang lại nhịp sống văn hóa của thành phố như trước đây. Từ tuần trước thì bên em đã cho nhân viên lên dọn dẹp, lau chùi các kệ sách. Sẽ có lối đi, lối ra, lối vào theo một đường duy nhất để cho khách đi lại. Số lượng tiếp khách trong ngày tối đa của em sẽ được là 10 người. Khi đi vào tính tiền thì trang bị tấm nhựa chắn giọt bắn, phân định rõ cái khoảng cách giữa cái vạch tính tiền và với nhân viên tính tiền, làm sao để mà hạn chế tiếp xúc nhất với khách hàng. Bước thứ nhất là bạn đọc sẽ quét cái mã quả QR code để khai báo điểm đến và khai báo y tế. Bước thứ hai thì khi bạn đọc tới đường sắt sẽ trình cái mã vaccine đó thông qua cái camera, thì bảo vệ và nhân viên đường sắt sẽ giám sát cái thẻ vaccine và cái giấy chứng nhận F0 không quá 180 ngày. Thì nếu mà thỏa cái điều kiện thì bạn đọc sẽ thực hiện cái bước tiếp theo, đó là đo thân nhiệt và rửa tay tự động.
Thưa quý vị, với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các quy định an toàn phòng chống dịch trong thời gian qua thì đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức hoạt động trở lại, và trong giai đoạn đầu thì đường sắt sẽ phục vụ cho độc giả trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều với khoảng 80% các gian hàng đã mở cửa, và chắc chắn là không gian văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh này đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho độc giả cũng như là các gia đình khi trở lại với đường sắt. Cái chuồng cuối cùng trống không, cửa mở hé ra và cái biển tên bên ngoài chẳng đề gì cả. Thế là ta lấy một cái bút ở trong túi ra, viết lên đó là mèo con lông dài. Đố con cái biển đâu, cái biển nào ghi chữ mèo con lông dài đâu. Đúng rồi, mình quay lại đường sách được lần này thì đúng là có háo hức hơn trước đây, thì bởi vì sau một thời gian dài ở nhà đó, không có đi ra đường, thì bây giờ cũng cảm giác rất là vui. Bé cũng được lựa những cuốn sách mà mình yêu thích nữa. Đường sách mở cửa thì mình cũng muốn là đi bộ dạo bộ và mua vài cuốn sách ở đây, như là trở lại một nơi quen thuộc với mình. Và coi như là một cái địa điểm mà để mình, gia đình mình giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi. Hôm nay thì mình tới đây với hai bé. Rồi hôm qua rồi biết là đường sách mở cửa trở lại thì hai bé rất là háo hức. Và sáng nay mình đưa hai bé tới. Con đi được 3 gian hàng vào buổi sáng, con mua được 2 cuốn Doraemon và 1 cuốn mật ngữ. Con cảm thấy rất là vui. 4 tháng cách ly vừa rồi, không ra đường sách thì đối với tôi nó cảm thấy giống như một sự mất mát. Cái việc mở cửa đường sách càng sớm càng tốt để phục vụ cho bạn đọc. Cũng như là nó quay trở lại là một không gian văn hóa của thành phố này là một sự rất cần thiết. Trở lại đến với đường sách thì nó như là một cái sự hồi phục, một cái sinh hoạt văn hóa tinh thần mà nó đã thành thói quen của người dân thành phố. Mong muốn là cái sự hợp tác với người dân, với bạn đọc cũng thực hiện một cách nghiêm túc các cái quy định phòng chống dịch. Và tôi nghĩ rằng nếu như mọi người với một cái tinh thần chung như vậy đó thì chắc là đường sách sẽ ổn định và an toàn để chúng tôi có thể mở cửa và đi vào hoạt động lâu dài. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bản tin sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.